Chào mừng các em đến với chương trình dạy học khóa học qua truyền hình do Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Nam phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam thực hiện. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về tiết thứ hai, bài 27, nhôm và hợp chất của nhôm, môn hóa học lớp 12, chương trình chuẩn. Các em thân mến, trong thời gian vừa qua, việc dạy học qua truyền hình thể hiện những khó khăn và những nhược điểm nhất định. Để khắc phục những khó khăn và nhược điểm đó, thầy có một số gợi ý dành cho các em như sau. Thứ nhất, các em cần có sự chuẩn bị tốt về mặt tâm thế. Cụ thể, chúng ta xem lịch phát sóng và đọc sách giáo khoa trước khi xem chương trình. Thứ hai, chuẩn bị giấy, bút và thực hiện theo hướng dẫn của các thầy cô trong khi xem chương trình. Một lưu ý nữa, để tăng tính tương tác và hiệu quả của việc dạy học trên truyền hình, với những vấn đề các em chưa rõ, những vấn đề các em chưa biết, các em có thể liên hệ ngay với bạn bè và thầy cô ở trường thông qua điện thoại. Ngoài ra, để hỗ trợ các em trong việc học qua truyền hình, thì các thầy cô bộ môn hóa học có mở một trang trên Facebook với tên gọi Hỗ trợ học hóa qua truyền hình Quảng Nam. Các em xem lại một lần nữa tên của trang trên Facebook Hỗ trợ học hóa qua truyền hình Quảng Nam. Các em có thể đăng nhập vào trang này, những thắc mắc của các em sẽ được các thầy cô hỗ trợ giải quyết. Quay lại với bài học ngày hôm nay, trước khi chúng ta bước vào những nội dung dạy học tiếp theo, mời các em xem một số hình ảnh có liên quan đến bài học mà chúng ta đã học trong tiết vừa qua. Hãy quan sát và liên hệ các hình ảnh với kiến thức đã học về kim loại nhôm. Xin mời các em. Qua đoạn video vừa rồi, các em có thể thấy ba nhóm hình ảnh đã được thầy sử dụng để gợi nhắc những kiến thức các em đã học trong tiết thứ nhất. Nhóm hình ảnh thứ nhất gợi nhắc cho chúng ta nhôm là kim loại có sản lượng lớn nhất. Xin lỗi, nhôm là kim loại có tỷ lệ phần trăm khối lượng lớn nhất trong vỏ trái đất và đứng thứ ba trong số các nguyên tố sau hai nguyên tố silic và oxy là các phi kim. Nhóm hình ảnh thứ hai gợi nhắc cho chúng ta về các ứng dụng của kim loại nhôm. Nhôm là kim loại màu trắng sáng, bền trong không khí và nước. Do vậy, được ứng dụng phổ biến trong đời sống và sản xuất, từ những vật dụng đơn giản như thau, chậu, son nồi, đến các vật dụng phức tạp như máy bay, ô tô, xe lửa, v.v. Nhôm là một trong số những kim loại dẫn điện tốt nhất, do vậy được sử dụng để làm hợp kim tạo ra dẫn điện cao thế. Hỗn hợp của nhôm với oxit sắt được sử dụng làm hỗn hợp tét mít hàn gắn đường ray. Nhóm hình ảnh thứ ba gợi nhắc cho chúng ta về tính chất hóa học của kim loại nhôm. Cụ thể, nhôm là một trong số những kim loại đứng phía đầu giải hoạt động hóa học của kim loại và do vậy nhôm hoạt động hóa học mạnh. Nhôm dễ dàng phản ứng được với dung dịch axit, dung dịch bazơ. Nhôm phản ứng được với các oxit kim loại gọi là phản ứng nhiệt nhôm và nhôm có khả năng phản ứng được với nước. Qua hình ảnh này, chúng ta có thể thấy nhôm là một trong số ít các kim loại có thể phản ứng được với cả dung dịch axit và dung dịch bazơ. Và vì nhôm là một trong những kim loại hoạt động hóa học mạnh, do vậy trong tự nhiên nhôm chỉ tồn tại ở trạng thái hợp chất mà không tồn tại ở trạng thái đơn chất. Đó là những nội dung kiến thức chúng ta có thể gợi nhắc thông qua những hình ảnh thầy mới vừa giới thiệu cho các em. Nội dung tiếp theo trong bài học sản xuất nhôm. Theo giới hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo gần đây nhất,
thì nội dung này sẽ được giao cho các em tự học có hướng dẫn. Và sau đây, thầy sẽ hướng dẫn các em tự học một cách sơ lược về nội dung này. Trên màn hình, các em thấy đó là sơ đồ sản xuất nhôm trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân nóng chảy nhôm oxit. Thầy đã lược bớt những ghi chú ở trên hình vẽ. Và sau đây thầy sẽ đặt các câu hỏi. Thông qua các câu hỏi này, các em sẽ tìm hiểu về nội dung phần mục này trong sách giáo khoa. Câu hỏi thứ nhất, người ta sản xuất nhôm bằng phương pháp gì? Câu hỏi này được trả lời thông qua tên gọi của phương pháp đã xuất hiện trên màn hình. Nhôm được sản xuất bằng phương pháp điện phân nóng chảy nhôm oxit. Thứ hai, người ta sử dụng nguyên liệu nào để sản xuất nhôm cho công nghiệp? Câu trả lời là ở phần chú thích ở số 1. Người ta sử dụng oxit nhôm và acrylic. Điện phân nóng chảy hỗn hợp của oxit nhôm và acrylic sẽ sản xuất được nhôm kim loại. Vậy acrylic là gì? Vai trò của nó ra sao? Ở đây các em lưu ý là acrylic nó thể hiện ba cái vai trò quan trọng trong sản xuất nhôm cho công nghiệp. Những nội dung này mời các em xem trong sách giáo khoa. Câu hỏi tiếp theo đặt ra cho các em là các điện cực được làm bằng gì và phản xảy ra ở các điện cực là gì? Nội dung này cũng đã được trình bày trong sách giáo khoa. Cả điện cực âm và điện cực dương trong thùng điện phân đều được làm bằng than chì. Vậy thì nhôm kim loại sinh ra trong thùng điện phân là ở đâu và người ta lấy nó ra như thế nào? Thì theo như trên màn hình các em thấy, nhôm kim loại sinh ra có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của hỗn hợp nhôm oxit và acrylic nóng chảy. Và do vậy, nhôm chìm xuống phía đáy thùng và người ta trổ một cửa để tháo nhôm nóng chảy ra khỏi thùng trong quá trình điện phân. Và câu hỏi thứ năm thầy đặt ra cho các em trong phần mục này là điều gì xảy ra với điện cực dương bằng than chì? Ở điện cực này có sinh ra một chất hóa học có khả năng gây ăn mòn điện cực trong quá trình điện phân. Và người ta phải xử lý cái quá trình đó như thế nào? Mời các em theo dõi những nội dung đó trong sách giáo khoa. Sau đây, chúng ta sẽ đến với phần mục tiếp theo. Tìm hiểu về một số hợp chất quan trọng của nhôm. Trong đó, chúng ta sẽ đề cập đến ba hợp chất là nhôm oxit, nhôm hydroxit và nhôm sulfat. Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu về tính chất vật lý của các hợp chất này. Nhôm oxit ở dạng bột nguyên chất là chất rắn màu trắng, không tan trong nước. Nhôm hydroxit cũng là chất rắn dạng bột, không tan trong nước. Đặc biệt, khi sinh ra trong dung dịch, nó ở trạng thái trắng keo. Chúng ta thường gọi là kết tủa keo trắng nhôm hydroxit. Và trên màn hình các em có thể thấy, nhôm sulfat là các tinh thể không màu. Những tinh thể này không màu kết hợp lại với nhau tạo thành những đám tinh thể và có màu trắng như các em thấy trên màn hình. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về một số dạng tồn tại của nhôm oxit trong tự nhiên. Dạng tồn tại phổ biến của nhôm oxit trong tự nhiên là quặng bôxit. Trong quặng bôxit, ngoài thành phần chính là nhôm oxit ngậm hai phân tử nước, còn có các hợp chất của sắt, của silic. Đây là các tạp chất cần phải loại trừ trước khi chúng ta tinh chế oxit nhôm và điện phân nóng chảy điều chế nhôm kim loại trong quá trình chúng ta đề cập ở trên. Việc khai thác quặng bôxit ở Tây Nguyên trong thời gian vừa rồi cũng đã để lại những hậu quả đối với môi trường sinh thái. Các cơ quan chức năng cũng đã có nhiều biện pháp để khắc phục những cái hậu quả đó. Tuy nhiên trong thời gian tới, chắc chắn chúng ta còn cần những cái biện pháp quyết liệt hơn nữa để có thể khai thác tốt hơn quặng bôxit ở Tây Nguyên, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái. Như trên màn hình các em thấy là một số dạng tồn tại của quặng coradin. Coradin là dạng khoáng vật với thành phần chính là nhôm oxit. Coradin rất cứng khi tồn tại ở trạng thái không màu
có thể được sử dụng để làm bột mài, giấy đánh bóng. Một dạng tồn tại khác của nó là ruby, hay còn gọi là hồng ngọc, là nhôm oxit có lẫn một ít ion chrome 3 cộng. Màu của các khoáng vật này không phải do nhôm oxit mà do những ion kim loại khác phân tán và tạo ra màu sắc tương ứng. Với corundum có màu đỏ ta gọi là hồng ngọc, và những dạng corundum có màu khác ta gọi là sapphire. Hồng ngọc được sử dụng để làm đồ trang sức và được dùng để làm máy phát tia laser. Sapphire là một trong số những cái loại khoáng vàng được sử dụng phổ biến để làm đồ trang sức, làm chăn mặt kính đồng hồ, vân vân. Nội dung tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu là phèn nhôm. Phèn nhôm được chia làm hai loại, là gồm có phèn chua và các loại phèn nhôm khác. Phèn chua với thành phần hóa học là muối kết của kali sulfat, nhôm sulfat ngậm nước. Nếu thay thế nguyên tố kali bằng các nguyên tố khác như liti, natri, amoni thì chúng ta không gọi là phèn chua, mà lúc đó chúng ta chỉ gọi nó là phèn nhôm. Công thức hóa học của phèn chua ngoài được viết như ở đây, chúng ta có thể thu gọn lại. Nhìn trên công thức chúng ta thấy có 2 kali, 2 nhôm, 4 gốc sulfat và 24 nước. Những con số đó đều có thể chia hết cho 2. Và rút gọn lại chúng ta sẽ có công thức của phèn chua là kali, nhôm, sulfat 2 lần ngậm 12 phân tử nước. Phèn chua là một trong số những chất được ứng dụng nhiều trong thực tế. Và những ứng dụng trong thực tế của phèn chua là gì? Mời các em theo dõi tiếp trên màn hình. Như các em biết, trong mùa lũ, khi chúng ta cúp điện và thiếu nước, người dân có thể lấy nước từ nước lũ. Lúc đó nước rất là đục. Chúng ta có thể lọc qua các loại màng để giảm độ đục của đó. Sau đó, chúng ta cho phèn nhôm vào. Cụ thể ở đây là chúng ta cho phèn chua. Chúng ta cho phèn chua với một lượng vừa đủ, đánh lên để lắng xuống. Một thời gian chúng ta sẽ thu được nước trong. Nước trong ở đây là trong về mặt hóa học. Để đảm bảo về mặt sinh học, chúng ta cần phải khử trùng, xử lý nước trước khi sử dụng. Như vậy, một trong những ứng dụng của phèn chua là được dùng để làm trong nước. Ngoài ra, phèn chua còn được dùng để thuộc da, làm chất cầm màu trong nhuộm vải. Và trong đông y, phèn chua còn được dùng để chữa một số bệnh về da. Đó là một số ứng dụng của phèn chua. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về tính chất hóa học của oxit nhôm và hydroxit nhôm. Hãy quan sát trên màn hình và trả lời giải các kim loại sau đây có đặc điểm gì chung. Các em có 10 giây để suy nghĩ. Có lẽ nhiều em cũng biết giải kim loại này: nhôm, chì, chrome, thiếc, beryl, kẽm. Có thể đọc thành anh phải cầm súng bắn giặc. Là các kim loại có oxit và hydroxit lượng tính. Như vậy, thông qua kiến thức các em đã học trong chương trình lớp 9, thì nhôm là một trong số những kim loại có oxit và hydroxit lượng tính. Đó là một trong số những tính chất hóa học cơ bản đầu tiên chúng ta nói khi nói về tính chất của oxit nhôm và hydroxit nhôm. Mời các em theo dõi thí nghiệm điều chế và thử tính chất của nhôm oxit. Hãy quan sát hiện tượng, giải thích, viết phương trình phản ứng xảy ra, từ đó rút ra kết luận nhôm hydroxit có tính chất hóa học gì. Cho nhôm clorua lần lượt vào 3 ống nghiệm. 1, 2, 3.
Các em hãy quan sát hiện tượng phản ứng. Sau đó cho lần lượt NH3 vào ống nghiệm 1, 2, 3. Các em tiếp tục quan sát hiện tượng. Các em vừa xem thí nghiệm điều chế và thử tính chất hóa học của nhôm hydroxit. Sau đây, các em hãy điền các thông tin vào trong bảng trên màn hình. Ống 1. Người ta cho dung dịch nhôm cloruba, sau đó nhỏ dung dịch ammoniac và dung dịch acid chloric. Ở ống 2, người ta nhỏ dung dịch nhôm cloruba vào, sau đó thêm dung dịch ammoniac và dung dịch natrioxid. Với ống số 3, người ta nhỏ dung dịch nhôm clorua, sau đó nhỏ ammoniac vào. Thì qua thí nghiệm, các em có thể thấy hiện tượng xảy ra trong các ống nghiệm. Ống thứ nhất là xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan trong dung dịch acid chloric dư. Ở ống thứ hai, xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan trong dung dịch natrioxid dư. Và ở ống thứ ba, khi người ta cho dung dịch ammoniac vào, kết tủa xuất hiện và không tan đi. Phương trình phản ứng hóa học xảy ra trong các ống nghiệm như sau. Nhôm cloruba đã phản ứng với dung dịch ammoniac để tạo ra nhôm hydroxit là chất kết tủa màu trắng. Như vậy, kết tủa xuất hiện trong cả ba ống nghiệm, đó là nhôm hydroxit. Ở ống nghiệm 1, sau khi xuất hiện kết tủa, người ta tiếp tục cho dung dịch acid chloric vào. Nhôm hydroxit kết tủa sẽ phản ứng với acid chloric tạo ra nhôm cloruba là một muối tan được, và do vậy kết tủa tan trong acid chloric dư. Ở ống nghiệm số 2, sau khi xuất hiện kết tủa, người ta tiếp tục cho dung dịch natrioxid vào. Nhôm hydroxid phản ứng với natrioxid để tạo ra natri aluminate. Đây là hợp chất tan được, do vậy kết tủa trắng xuất hiện rồi tan trong natrioxid dư. Thông qua thí nghiệm vừa rồi, chúng ta có thể rút ra một số kết luận như sau. Có thể điều chế nhôm hydroxit bằng cách cho dung dịch muối nhôm phản ứng với dung dịch ammoniac dư. Kem lưu ý, có thể dùng dung dịch ammoniac dư vì nhôm hydroxit không tan trong ammoniac dư. Do vậy, để điều chế với hiệu suất cao nhất, chúng ta hãy dùng dung dịch ammoniac như thầy đã làm trong thí nghiệm vừa rồi. Thứ hai, có thể điều chế nhôm hydroxit bằng cách cho muối nhôm phản ứng với dung dịch Bayer kiềm là dung dịch natrioxid. Tuy nhiên, nhôm hydroxit sẽ tan trong Bayer kiềm, lúc đó kết tủa sẽ tan đi. Do vậy, để điều chế nhôm hydroxit trong phòng thí nghiệm, chúng ta có thể thực hiện hai cách: cho muối nhôm phản ứng với dung dịch ammoniac và cho muối nhôm phản ứng với dung dịch natri hydroxid. Tuy nhiên, sử dụng dung dịch ammoniac sẽ cho hiệu suất cao hơn. Tách hai phương trình này, chúng ta phân tích tiếp để chúng ta có kết luận tiếp theo. Thông qua phản ứng của nhôm hydroxit với acid chloric, có thể kết luận nhôm hydroxit thể hiện tính chất gì? Phản ứng của nhôm hydroxit với dung dịch natri hydroxit thì nhôm hydroxit thể hiện tính chất gì? Và câu trả lời như trên màn hình. Phản ứng của nhôm hydroxit với acid chloric thì nhôm hydroxit thể hiện tính Bayer. Và trong phản ứng của nhôm hydroxit với natrioxid thì nhôm hydroxit thể hiện tính axit. Và cụ thể, nhôm hydroxit có tính axit yếu, ta còn gọi là axit aluminic.
vì nhôm hydroxit có khả năng thể hiện tính bazơ và tính axit, cho nên chúng ta có thể tổng hợp lại là nhôm hydroxit thể hiện tính lượng tính. Thầy lưu ý, lượng tính ở đây là có khả năng thể hiện tính axit, có khả năng thể hiện tính bazơ và không liên quan gì đến tính khử, tính ô xóa hay tính kim loại, tính phi kim. Nhôm oxit cũng có những tính chất tương tự như nhôm hydroxit như chúng ta nêu trong bảng lúc nãy. Cả nhôm hydroxit và nhôm oxit đều thể hiện tính lượng tính. Do vậy, nhôm oxit cũng tham gia các phương trình phản ứng với axit chloric và natri oxit giống như nhôm hydroxit và sản phẩm tạo ra lại giống nhau. Thông qua nội dung này, chúng ta có thể kết luận nhôm oxit và nhôm hydroxit thể hiện tính lượng tính. Ngoài tính chất hóa học giống nhau như thầy mới vừa nêu, thì nhôm hydroxit có một cái tính chất mà nhôm oxit không có, đó là phản nhiệt phân. Nhôm hydroxit có thể bị nhiệt phân để tạo thành nhôm oxit và nước. Đây cũng là phản ứng được dùng để điều chế nhôm oxit, sản xuất nhôm trong công nghiệp. Và nội dung cuối cùng chúng ta đề cập trong bài học ngày hôm nay là nhận biết ion nhôm Al3+. Ion nhôm Al3+ có thể phản với dung dịch bazơ để tạo ra kết tủa nhôm hydroxit màu trắng keo. Kết tủa này không tan trong dung dịch amrắc dư nhưng tan được trong dung dịch bazơ kiềm. Như vậy, nếu cho dung dịch bazơ kiềm vào dung dịch muối nhôm, hiện tượng xảy ra sẽ xuất hiện kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần về dung dịch trong suốt. Đó là cách để chúng ta có thể nhận biết ion nhôm trong dung dịch. Các em thân mến, trong chương trình học trò xứ Quảng phát trên QRT đã từng có câu hỏi do một học sinh đến từ trường Trung học Phổ thông Hùng Vương, đó là bạn Bùi Tiến Thành Nam. Câu hỏi có liên quan đến nội dung chúng ta mới vừa học ở đây. Sau đây, thầy xin trích lại câu hỏi đã được phát trên chương trình học trò xứ Quảng đó. Trước khi các em xem câu hỏi, hãy quan sát trên màn hình, xem video, ghi lại hiện tượng vào trong bảng và trả lời câu hỏi. Ống nào chứa dung dịch nhôm sunfat? Chào bạn, mình có báo nghiệm được thông số 1, 2, 3 và 4 cho các dung dịch không theo thứ tự gồm sắt 2 sunfat, sắt 3 sunfat, natri sunfat và nhôm sunfat. Cho dung dịch ammoniac vào các ống nghiệm. Ống nghiệm 1 xuất hiện kết tủa nào đó. Ống nghiệm 2 không xuất hiện kết tủa. Ống nghiệm 3 xuất hiện kết tủa màu trắng. Ống nghiệm 4 xuất hiện kết tủa màu xanh. Hãy cho biết ống nghiệm 1, 2, 3 và 4 lần lượt chứa những dung dịch nào. Xin mời các bạn. Các em có 20 giây để suy nghĩ và trả lời câu hỏi. Xin mời các em. Thời gian suy nghĩ và trả lời đã hết. Sau đây là phần trả lời câu hỏi thầy hướng dẫn các em thực hiện. Qua thí nghiệm vừa rồi, chúng ta thấy ở ống nghiệm 1 xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ, ở ống nghiệm thứ 2 không có kết tủa, ống nghiệm thứ 3 có kết tủa trắng và ống nghiệm thứ 4 là có kết tủa màu xanh. Chúng ta biết nhôm sunfat khi phản với dung dịch ammoniac sẽ tạo ra nhôm hydroxit kết tủa màu trắng. Các trường hợp còn lại không phải kết tủa trắng thì chúng ta không quan tâm. Vì câu hỏi thầy đặt ra ở đây là các em tìm ra ống nghiệm nào chứa dung dịch nhôm sunfat. Và như vậy,
Thông qua hiện tượng ở ống nghiệm thứ ba là xuất hiện kết tủa trắng, có thể kết luận ống nghiệm thứ ba đã chứa dung dịch nhôm sulfat. Các ống nghiệm còn lại chứa những dung dịch gì? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong những bài học tiếp theo trong chương trình. Vấn đề tiếp theo thầy đặt ra cho các em: làm sao để phân biệt hai dung dịch nhôm chloroba và dung dịch natri oxit mà không dùng thuốc thử nào khác? Như vậy, thầy sẽ cung cấp cho các em hai dung dịch không màu trong suốt. Làm sao để chúng ta có thể phân biệt được hai dung dịch này mà không dùng thêm bất kỳ thuốc thử nào khác? Các em có 20 giây để suy nghĩ. Xin mời các em. Các em thân mến, để trả lời câu hỏi thầy mới vừa nêu, thầy lại mời các em xem một câu hỏi nữa do bạn Ngô Nhật Nguyên đến từ trường Trung học Phổ thông Hùng Vương đặt ra và gửi cho chương trình. Câu trả lời cho câu hỏi của bạn Ngô Nhật Nguyên cũng sẽ là câu trả lời cho câu hỏi thầy vừa đặt ra cho các em. Các em hãy xem video, ghi lại hiện tượng và trả lời câu hỏi. Thầy nhắc lại, hãy xem video, ghi lại hiện tượng và trả lời câu hỏi. Chào mừng các bạn đến với câu hỏi thuộc lĩnh vực hóa học. Câu hỏi dành cho bạn như sau: có hai cốc thủy tinh được đánh số 1, 2, chứa các dung dịch không theo thứ tự là dung dịch nhôm chlorua và dung dịch natri hydroxit. Cho từ từ dung dịch ở cốc 1 và cốc 2. Ta thấy xuất hiện kết tủa trắng. Khuấy lên. Kết tủa tan hết. Hãy cho biết cốc 1, 2 lần lượt chứa dung dịch nào, vì sao? Mời các bạn. Qua video vừa xem, chúng ta thấy bạn Ngô Nhật Nguyên đã có hai cốc thủy tinh được đánh số 1, 2 chứa hai dung dịch nhôm chloroba và natri oxit không theo thứ tự. Việc của chúng ta là nhận biết dung dịch nào chứa trong cốc nào thông qua thí nghiệm bạn mới vừa nêu. Sau đây thầy hướng dẫn các em trả lời. Thứ nhất, hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm là xuất hiện kết tủa trắng và khuấy lên thì kết tủa tan. Vậy thì hiện tượng này sẽ dẫn đến kết luận của chúng ta như thế nào? Xin mời các em tiếp tục phân tích. Thứ nhất, chúng ta phải khẳng định là hóa chất trong cốc thứ hai phải dư. Vì trong trường hợp này, bạn Nguyên đã cho chỉ một vài giọt dung dịch trong cốc thứ nhất vào trong cốc thứ hai. Do vậy, hóa chất trong cốc thứ hai phải dư. Cái thứ hai, kết tủa sinh ra phải là nhôm hydroxit. Vì bạn đã trộn hai dung dịch là nhôm chloroba và natri oxit với nhau, thì chắc chắn kết tủa xuất hiện là nhôm hydroxit. Thứ ba, nhôm hydroxit chỉ tan trong dung dịch natri oxit dư mà không tan trong dung dịch nhôm chloroba dư. Vì nhôm hydroxit không phản ứng với nhôm chloroba và phản ứng được với dung dịch natri oxit theo phương trình như trên màn hình, tạo thành natri aluminat tan được. Thông qua nội dung phân tích này, chúng ta có thể thấy trong cốc 2 dung dịch natri oxit đã dư. Như vậy, cốc 2 phải chứa natri oxit và do vậy, cốc 1 phải chứa dung dịch nhôm chloroba. Đó là câu trả lời cho thí nghiệm của bạn Nguyên. Và quay lại với câu hỏi của thầy lúc nãy, là chúng ta có thể phân biệt được dung dịch nhôm chloroba và dung dịch natri oxit bằng cách không sử dụng thêm một hóa chất nào nữa hay không? Thì câu trả lời là được. Và chúng ta hãy lấy dung dịch trong cốc này cho từ từ vào dung dịch trong cốc kia khuấy lên. Các em thân mến, như vậy thầy vừa trình bày xong cho các em về tính chất vật lý, tính chất hóa học và các ứng dụng của một số hợp chất của nhôm. Cụ thể, tính chất vật lý của nhôm oxit, nhôm hydroxit, nhôm sulfat, các em có thể quan sát như trên màn hình. Các ứng dụng
của các hợp chất phèn chua và các loại quặng. Tính chất hóa học của oxit nhôm và hydroxit nhôm. Và thầy lưu ý, trọng tâm của bài ở đây chính là cái phần tính chất hóa học, cụ thể là tính lượng tính của oxit và hydroxit nhôm. Ngoài ra, cách nhận biết, phân biệt muối nhôm so với các loại muối khác. Sau đây thầy xin giới thiệu với các em một số bài tập từ luyện tập. Các em hãy dùng máy tính hoặc điện thoại để đăng nhập theo các bước như trên màn hình. Thứ nhất, các em đăng nhập vào link johnmyquiz.com. Bước thứ hai, các em điền mã code 186751 vào trong ô mã code và sau đó nhấn nút Start. Các em sẽ tham gia một trò chơi nhỏ liên quan đến những nội dung kiến thức các em mới vừa học trong bài học này. Ngoài ra, các em đừng quên trang tương tác hỗ trợ học hóa qua truyền hình Quảng Nam trên Facebook. Những thắc mắc của các em sẽ được các thầy cô giải đáp, hỗ trợ. Nội dung bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.